Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho người thứ ba. Người thứ ba này cách đây một tháng đã tư vấn tôi rồi. Tôi cũng đã hướng dẫn cho cô ấy cái cách thức làm như thế nào để mà chia tay được người đàn ông mà cô ấy đang bị dính mắc, đó chính là chồng của một người đàn bà khác. Khi mà cô chia sẻ với tôi á, thì tôi cũng thấy cái câu chuyện của cô hoang đường như thế nào đó. Tôi xử lý những cái vấn đề dựa trên cái việc là khách hàng cung cấp cho mình những cái tình huống, những cái vấn đề của họ. Tuy nhiên tôi cũng chẳng thể nào suy diễn theo cái chiều hướng như tôi nghĩ được. Tại vì tôi đã khẳng định hoặc là hỏi đi hỏi lại nhiều lần mà khách hàng đó cứ nói là không có cái chuyện đó, thì tôi đành phải tư vấn theo cái góc độ mà người ta phủ định. Nhiều khi mình thấy nó rất là vô lý, nhưng mà người ta lại nói rằng người ta ở trong cái trạng thái như vậy thì bắt buộc tôi phải tôn trọng vị khách hàng đó, và tôi sẽ tư vấn theo cái kiểu và trong hoàn cảnh của họ. Chứ tôi không thể nghĩ rằng ô cái trường hợp này làm gì có, trường hợp này là không đáng tin, hoặc là trường hợp này là hoang đường. Tôi không thể làm như thế được, mà tôi căn cứ vào việc của khách hàng và mong muốn của khách hàng là gì. Bản thân khi cô tìm đến với tôi là cô cũng hy vọng rằng nhờ vào tôi mà cô có thể thoát được người đàn ông có vợ kia. Các bạn thân mến, có rất là nhiều người thứ ba tìm đến với tôi với những cái mong muốn và cái mục đích khác nhau. Có những người thì tìm đến với tôi để mà hy vọng rằng được tôi chửi được tôi chửi và giúp cho họ tỉnh mộng, làm cách nào cũng được, miễn làm sao họ bỏ được người đàn ông kia thì thôi. Đấy là cái việc của tôi cần phải làm cho họ, và họ mong muốn là như vậy. Còn có những người thứ ba, họ không hề có ý định chia tay người đàn ông, họ chỉ đến nói chuyện với tôi để mà tôi đưa ra cho họ một cái hướng, cách nhìn thực tế, xác thực về cuộc tình của họ. Và có những người cũng nói thẳng luôn là chị đừng có khuyên em bỏ nha, em không có bỏ người đàn ông này đâu, và chị cũng đừng có nói về cái vấn đề nhân quả, em cái chuyện đó em không nghe. Vậy thì tôi cũng có những cái cách thức để giúp cho họ nhìn nhận đúng về cái cuộc tình của họ có kết quả hay là không. Thông thường thì những người thứ ba vẫn tìm lại tôi, và bản thân tôi thì cũng đem đến cho họ cái góc nhìn nó rõ ràng. Và rất là nhiều người thứ ba đã tìm đến với tôi với mong muốn là rời xa người đàn ông kia khi mà một mình họ không thể làm được điều đó. Và những video của tôi đã giúp ích cho rất là nhiều người thứ ba thoát khỏi được sự khổ đau, hoặc là giúp cho người thứ ba nhìn nhận lại vấn đề của họ một cách rõ ràng, dứt khoát hơn. Khi mà họ yếu lòng, khi mà họ không thể vượt qua điều đó một mình, thì họ cứ nghe đi nghe lại những video mà tôi đã làm cho họ thì họ lại bừng tỉnh. Và có một số các trường hợp khi mà người thứ ba bị lụy đến một mức quá thể rồi đó, thì họ cần cái liều lượng mạnh hơn, họ cần có một cái lời nói sắc bén hơn để họ tỉnh cái mộng, tỉnh mơ của họ đi. Họ vẫn biết là điều đó không đến được, làm cũng chẳng có mục đích gì. Mình giống hệt như ở trong một cái trạng thái bị bệnh vậy đó, bị say, bị lú nhưng mà không thoát ra được. Đó chính là sự khổ đau của một số người thứ ba muốn thoát khỏi cái mối quan hệ đó mà không làm được. Chính vì vậy nên là họ tìm đến với tôi, và những video của tôi cũng xoa dịu cho những cái nỗi đau mà người thứ ba bị vướng mắc. Đương nhiên bạn là người không phải là người thứ ba, hoặc bạn có định kiến với một số người thứ ba thì bạn sẽ nghĩ rằng ai biểu vướng vào chi rồi bây giờ than khổ, ai biểu bước vào chi rồi bây giờ ngồi khóc. Hoặc là có nhiều người cũng thẳng thắn hơn, người ta nói đáng đời chẳng hạn. Tuy nhiên tôi vẫn chia sẻ cùng với các bạn là mỗi một người chúng ta đều có một cái thể loại nghiệp chướng khác nhau. Chính vì như vậy mà mình tìm cái cách để tháo gỡ, để mà xoa dịu những cái nỗi đau cho người khác, và chúng ta đưa ra cho họ những cái cách thức để cho họ thoát khỏi được cái sự bế tắc của chính mình. Đó là cái điều mà tôi cũng là cái người sẽ đưa ra cho những người thứ ba tìm đến với tôi như là một sự cầu cứu. Họ tìm đến với tôi như là một cái phao, họ hy vọng rằng tôi có thể giúp được họ, và những cái lời nói của tôi á, có thể giúp cho họ sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn. Tuy nhiên nếu bạn là cái người không phải là người trong cuộc, bạn sẽ có cái nhìn khắt khe, hoặc là bạn không có cảm thấy cái lời nói đó là liều thuốc, nhưng mà đối với người cần nó thì đó lại là một cái viên thần dược chẳng hạn. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng mỗi người một góc độ, chẳng ai đúng ai sai hết. Mình thấy hợp với cách của mình, được việc cho mình thì đó chính là thần dược. Qua đây thì tôi cũng muốn chia sẻ cùng với người thứ ba mà tôi đang tư vấn trong trường hợp của em như sau. Lần trước thì tôi đã làm cho em một video rồi, em cũng đã tỉnh tỉnh được thời gian rồi ha. Thì cũng là một cái khoảng thời gian
để cho em suy nghĩ lại. Rồi em cũng lại tìm đến tôi thì tôi lại nhận ra là em trước đây đã tìm đến với tôi rồi. Rồi tôi hỏi em có làm theo cách mà tôi hướng dẫn hay không, thì em nói là em đã làm theo cách tôi hướng dẫn. Em đã nói chuyện với chồng của em và chồng của em cũng gọi điện thoại cho cái người đàn ông đó, thì người đàn ông đó không bắt máy. Chính vì thái độ em không nhắn tin cho người đàn ông đó nữa, em chặn. Rồi một thời gian em thấy người đàn ông này lên Facebook chửi em ở trên Facebook, đưa hình ảnh của em lên Facebook để chửi, thì tôi mới ngạc nhiên vậy nè. Tôi ngạc nhiên là tại sao em lại để im cho người ta chửi em như vậy khi mà em không có một cái vấn đề gì. Các bạn thấy đó, cái việc mà chúng ta thường xuyên nhắn tin cho chồng của kẻ khác có những tác hại như thế. Tuy rằng bạn không hứa hẹn tình yêu, tình ái gì với họ hết, bạn chưa gặp họ, bạn chưa quan hệ tình dục. Đây cũng là một cái trường hợp na ná với một cái cô nào ở bên nước ngoài tôi vừa mới tư vấn mấy hôm trước đây nè. Tôi lên video dành cho một người thứ ba. Cái cô đó và cô này khá giống nhau. Còn cái cô ở bên nước ngoài thì cô đang ở trong cái tình trạng là cô ở quá, mất chồng, thì cô yêu một người bạn học cũ. Còn cái cô này á, thì vì khách hàng của tôi hiện tại á, thì cô ở trong cái trạng thái là đang làm vợ mà yêu chồng của một người đàn bà khác. Hỏi ra cái người đàn ông đó có gì hay không thì cũng không thấy có gì đặc biệt hết, cũng chỉ là một người đàn ông đi làm vườn, là người đàn ông làm ruộng thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là mây tầng nào gió tầng đó, cô thợ may yêu cái anh nông dân làm vườn thì cũng không có gì gọi là sai khi mà bản thân họ thiếu thốn tình cảm. Nhưng mà tôi cũng đã nhắc nhở cái vị khách hàng của tôi là cái người đàn ông mà em đang yêu có yếu tố đê hèn mà cô không tin, hoặc là cô không lường trước được những cái vấn đề mà tôi nói. Khi mà tôi nhìn nhận cái vấn đề của các bạn, tôi không phải là kiêng nể hoặc là tôi dè chừng, bởi vì tôi nói cái lời nó rõ ràng, tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy, và tôi căn cứ trên những vấn đề các bạn đưa cho tôi á, thì tôi nói cái lời nó chính trực để cho các bạn nhìn nhận vấn đề của các bạn một cách rõ ràng nhất và thấu suốt nhất. Còn không phải bởi vì các bạn là khách hàng của tôi mà tôi lại nói dối hoặc là tôi vuốt ve cho các bạn. Các bạn có cần điều đó không? Nếu các bạn cần điều đó, các bạn đã không tìm đến với tôi, các bạn sẽ tìm một người tư vấn khác để vuốt ve cái tôi cho các bạn. Tôi vẫn xin nói cùng với các bạn một cái điểm như sau: nghề tư vấn của chúng tôi có rất là nhiều các trường hợp. Có những người sẽ làm cái ngành chuyên chữa lành, tức là vuốt ve cái tôi của bạn làm cho bạn dịu lại. Tuy nhiên cũng có những người tư vấn như chúng tôi nói rất là rõ ràng, nói một cách rất là sắc bén, nếu bạn hợp với cái thuốc đó, hợp với cách đó thì bạn sẽ thoát được đau khổ. Tức là có nhiều người sẽ chọn cái cách là sát trùng để vết thương nó mau lành, còn có nhiều người thì cứ để tự nhiên là như vậy ha. Trong cái trường hợp mà tôi chia sẻ cùng với bạn đó, là tôi khuyên bạn nên nói với chồng, vì anh kia anh đang hăm dọa rằng nếu mà bạn không nhắn tin cho anh ta thì anh ta sẽ nói với chồng của bạn, mà trong khi đó anh ta đang là bạn của chồng bạn, bạn thân của chồng. Vậy thì bạn đã khẳng định là bạn chưa từng quan hệ tình dục với anh ta, bạn chưa từng ngủ với anh ta, bạn chưa hề nói yêu anh ta, bạn chưa hề hứa hẹn tình yêu tình cảm gì với anh ta. Vậy thì cái việc giả sử như tôi chẳng hạn đi, tôi sẽ nói với chồng của tôi rằng anh gọi điện thoại cho thằng bạn anh nói thử xem là thằng bạn anh nó đang có một cái vấn đề gì đó mà nó nói rằng nó muốn gặp anh để nói chuyện. Nếu mà tôi là cái người mà không có vấn đề gì với cái thằng bạn của chồng tôi thì tôi làm điều đó rất là dễ dàng ha. Thì chồng tôi sẽ cầm điện thoại gọi: alo, nghe vợ tao nói là mày có cái gì đó muốn nói với tao đúng không, giờ có vợ tao đây nè, ba mặt một lời mày nói thử tao nghe xem là mày có cái chuyện gì. Mà thấy vợ tao nói rằng mày đang nắm một cái bí mật của vợ tao mà muốn nói cho tao nghe, bây giờ có vợ tao đây rồi, ba mặt một lời mày nói thử tao nghe coi xem đó là chuyện gì đó. Tôi đã bày cho cô cái cách như vậy và cô đã làm như vậy rồi, thì cái người đàn ông á là bạn của chồng cô thì không nhấc máy. Từ đó trở đi anh ghét cô này, bắt đầu anh nhắn tin rất là nhiều, thì cô này cô mới chặn. Thì cô chặn xong rồi một thời gian sau cô mở lên, thì tôi mới hỏi cô là tại sao em đi tư vấn mà lại không nghe lời người tư vấn. Đừng có nói rằng các em đi tư vấn mà người tư vấn sai, bởi vì các em không làm đúng theo lời người tư vấn nên cái cách hành xử cuộc sống của em mới bị sai, bị rẽ sang một cái bước đau khổ khác. Chứ nếu từ bữa giờ em nghe tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đó, không nghe. Rồi mở ra rồi thấy hàng ngàn những lời cô gửi cho tôi một loạt, tôi ngồi tôi đọc. Thì tôi mới thấy là đó, tôi nói đâu có sai. Cái người đàn ông này có yếu tố đê hèn,
người ta chỉ dùng những cái câu mà phải nói là mày tao chỉ tới rất nhiều, đây 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 ra đó, cô nói và đưa cho tôi xem. Cô gửi qua cho tôi rất là nhiều, tôi mới nói là từ trước giờ tôi đã tư vấn cho em làm đúng như vậy thì đâu có sao. Em không làm, em làm sai, vậy có phải là em dư tiền không? Em dư tiền đúng không? Hoặc là em đi tư vấn cho nó vui, chứ em không có nghe lời người tư vấn. Thế nên là bây giờ cái vấn đề của em ngày hôm nay em lại tư vấn lại từ lúc đầu, chị ơi em phải làm sao? Trong khi đó là cái câu này tôi đã giải quyết cho em từ lúc trước rồi, tôi đã nói em xóa hết, chặn rồi xóa luôn. Các bạn hiểu không? Chặn rồi xóa luôn thì các bạn sẽ không còn phải mở ra nữa, không còn biết nữa. Thay đổi mật mã nhiều lần vô là tự nhiên bạn quên mật mã, thế là bạn mất luôn cái đó. Điện thoại á thì không phải là dân làm ăn. Điện thoại á thì cũng chỉ có là liên hệ với mấy người trong xóm thôi. Thay đổi điện thoại đi, giữ những người nào mà gọi là gia đình người thân thì mình giữ thôi. Còn bạn của chồng có liên quan quá gì đến mình đâu. Bạn của chồng mình không có làm ăn, không có nhậu nhẹt, vậy giữ số điện thoại của thằng bạn chồng mình làm gì? Đó, trong khi bạn nói rằng vợ của anh ta rất là tốt với em. Ủa, vợ anh ta tốt với em càng phải không yêu chồng của họ mới đúng chứ. Người đàn bà đó tốt với em, bây giờ em lại giống hệt như em bội nghĩa với họ. Em chơi với họ, em thấy họ rất tốt với mình. Giờ mình tán luôn chồng họ, mình yêu luôn chồng họ. Em thấy nhảm nhí không? Tôi vẫn cho rằng yêu đơn phương là một điều rất là tốt đẹp. Nhưng mà nó chỉ tốt đẹp khi mà bạn xem đó là một cái kỷ niệm thoáng qua thôi. Còn bạn suốt ngày cứ ngồi yêu đơn phương một người, hoặc là yêu chồng của kẻ khác, hoặc là cứ làm cho mình gặp những cái trở ngại khó khăn đó, nó là một cái trạng thái như là cố đi tìm những điều trở ngại cho cuộc sống để lấy khổ làm vui. Thì cái hành động đó tôi cảm giác như là cái người đó hơi bị bệnh. Tại vì ai cũng có nhu cầu được sống hạnh phúc, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Ai cũng đi tìm cái yếu tố bình an trong con người của mình, nhưng lại cứ làm những cái việc mà đảo điên, bất an, khổ sở, để rồi suốt ngày phải ngồi nghĩ ra mình không biết bây giờ phải làm gì. Ủa tại sao các bạn lại sống như vậy nhỉ? Có nghĩa là sống ảo á, không có thực tế. Nếu mà mình cảm thấy mình không còn yêu chồng, bỏ chồng đi lấy người khác, sống như vậy đi cho nó khỏe. Còn nếu mà mình thấy rằng mình sống với chồng mà mình bỏ chồng đi thì mình không có ai chăm sóc, mình sống một mình cô đơn, mình sống một mình thì mình cảm thấy đau lòng, mình sợ hãi khi mà không có người đàn ông ở bên cạnh. Mình xem người đàn ông như một vật trang trí trong gia đình của mình. Nếu mà đã nghĩ đến cái yếu tố thực dụng như vậy, không bỏ được đàn ông thì đừng có nghĩ đến nó. Đừng có nghĩ đến yếu tố mình phải bỏ. Còn á, bây giờ cứ sống ở đây, mơ tưởng đến chồng của người ta, mà chồng của chồng, chồng không phải chồng của mình, mà cứ mơ tưởng đến chồng của người ta. Rồi cứ phải quan tâm đến chồng của người ta. Ủa, tại sao mình suốt ngày cứ phải đi nhìn Facebook của người ta? Đừng có nói là sau này xóa đi rồi, cái nhớ quá không biết làm sao, chắc lập Facebook giả để mà theo dõi người ta, để nhìn người ta. Thảm hại không? Để và làm gì? Được gì không? Quan hệ tình dục thì không được, tiền cũng không được. Đó, chỉ là nhắn tin qua nhắn tin lại thôi. Nhắn tin qua nhắn tin lại cũng không dám nói là em yêu anh, hoặc em nhớ anh, hoặc là anh ơi anh không nhắn tin cho em chắc em sống không nổi, cũng không dám nói điều đó. Vậy thì mình làm cái điều đó để làm gì? Có nhiều người cũng sẽ làm những cái hành động không có mục đích trong cuộc sống, không hiểu làm cái đó để làm cái gì. Ví dụ như là mình bây giờ khao khát tình dục, hoặc là mình muốn sống với người đàn ông đó. Nếu mà mình đã thích cái điều mình hướng đến thì mình phải làm cho nó bằng được. Ví dụ như là yêu thích cái người đàn ông đó nhưng mà mình đang có chồng, mình không muốn khổ sở vì không có người đàn ông đó, vậy thì mình ly hôn. Mình ly hôn để mà mình có được người đàn ông đó. Vấn đề chính yếu là mình không bỏ được chồng và người đàn ông kia cũng chẳng bỏ vợ để lấy mình. Thế nên là dường như người đàn bà bị mắc kẹt trong cái mớ vòng vòng đó. Và rồi á, rảnh rỗi sinh nổi. Rất là nhiều người đàn bà đang ở trong cái tình trạng giống như người phụ nữ này. Đang có chồng mà nhắn tin cho một người đàn ông, hoặc là thường ngày vẫn gọi điện thoại nói chuyện với nhau, thậm chí còn thủ dâm, hoặc là côn video sex giống hệt như các bạn nhìn thấy tôi nè, qua một cái màn hình như này để mà thủ dâm với một người đàn ông là chồng của kẻ khác. Rất là tội nghiệp. Tội nghiệp cho người đàn bà đó, tội nghiệp cho cả hai. Và tội thì đã chồng chất rồi, lại còn có cái nghiệp dính theo nữa. Làm vậy để làm gì? Có cái lợi ích gì không? Chẳng hiểu là sống như vậy để làm gì. Khi mà rất nhiều người mong muốn được làm người, nhưng mà sống mà lại không biết mình sống như vậy để làm cái gì, thì sống để làm gì? Đó, cái vấn đề là ở đây.
Mình sống mình phải có mục đích cho hành động của mình. Tôi chẳng có nói gì tôi là cái người hay hay là gì hết á, nhưng mà tôi làm việc luôn có mục đích của mình. Làm cái gì cũng phải có mục đích của mình. Nếu làm từ thiện thì làm từ thiện luôn đi, còn nếu không thì tính toán cộng trừ nhân chia để ra một con số rõ ràng cụ thể cho chính mình. Làm cái hành động như vậy. Yêu đơn phương là tôi không yêu này, yêu chồng của cái khác là tôi không yêu này. Tức là mình cứ vẽ bò bắt bóng á. Mình sống ở hiện tại mà mình không lo cái hiện tại, mà mình cứ đuổi mây đuổi gió ở đâu á, bắt chim vờn bướm ở tận chỗ nào á. Nếu mà mình cảm thấy bầu trời kia có quá nhiều chú chim, mình muốn bắt chú chim đó gì, mình bỏ nơi này luôn, mình đến đó mình bắt. Mình bắt không được thì mình cũng phải ráng chịu. Còn không có quay lại cái nơi này để bắt lại chú chim cũ, không có làm như vậy. Rõ ràng với cái điều mình muốn sẽ là cái điều tốt đẹp nhất cho em. Lằng quằng nói chuyện riết với em rồi em cứ nói thế này thế nọ kia. Tôi hỏi ủa em xóa chưa, em chặn rồi. Ủa em chặn làm gì, em xóa luôn. Biết chữ xóa luôn không? Xóa luôn là không có còn tìm đến người đàn ông đó để làm nữa. Rồi nói thôi em đành phải nghe chị. Trời ơi, người đàn ông đó nhắn là trong tin 8 năm rồi tao yêu thương mày, bây giờ tao không còn có thể yêu thương mày được nữa. Tao không ngờ mày là đứa như thế, tao sẽ trả thù mày. Trời ơi, người đàn ông mà người ta viết những cái lời như thế cho mình. Rồi từ nay trở đi mày đừng có gặp gia đình tao. Tao yêu thương mày nên tao mới tạo điều kiện để cho mày gặp gia đình tao. Từ bây giờ mày đừng có gặp gia đình tao. Đó, cái thằng người tình nó đã nhắn tin như thế rồi còn không biết nhục là gì luôn. Rồi vẫn còn nói chẳng qua gặp là bất đắc dĩ. Thằng người kia nó nhắn lại nó nói không có bất đắc dĩ gì hết. Từ nay trở đi đừng có gặp gia đình tao, đừng có lết mặt qua để gặp vợ tao. Đó, nó nói như vậy rồi mà mình vẫn cứ phải. Đừng có nói là đi qua gặp vợ người ta để nghe ngóng tin của người ta, rồi nhớ người ta quá, lập nick giả rồi nhờ cầm điện thoại gọi cho người ta để nghe tiếng của người ta, hoặc là nghe hơi của người ta, hoặc là được người ta nhắn tin chửi mình là một cái điều hạnh phúc. Trời ơi, vậy là nghiệp chướng quá nặng ha. Tính ra là ông chồng nào mà làm chồng của cái bà này chắc cũng mệt. Tại vì sao? Sống ảo quá đi. Nhiều khi á, nói cho các bạn biết là một cái loại nghiệp chướng nhá, một cái loại nghiệp chướng mà tôi tư vấn cho rất là nhiều vị khách hàng, cái loại nghiệp chướng này thì không có khoa học nào chứng minh hết á, nhưng mà người đời ai cũng thấy nó gần như một cái dạng quả báo á. Có rất là nhiều cặp đôi khi mà đến với tôi tư vấn này đang sống với vợ thì bằng mọi giá muốn ly hôn vợ để mà lấy người thứ ba, nhưng mà khi mà bà vợ bà ký đơn cái ly hôn xong hai người kia cũng bỏ nhau luôn. Người vợ mới đặt ra một câu hỏi là chị ơi tại sao mà lúc mà em chưa bỏ chồng em á thì chồng em nó cứ hăng lên như vậy để nó kích thích vào để cho nó ép em phải bỏ nó. Đến khi em bỏ nó rồi nó lại bỏ người thứ ba. Nếu mà nó bỏ người thứ ba thì em đâu có mất gia đình, em đâu cần phải ly hôn với nó đâu. Tại sao mà chồng em phải làm như vậy? Cái loại nghiệp chướng đó vậy. Cái loại nghiệp chướng của người đàn ông đó là phải phá nát gia đình, phá hủy danh tiếng của mình, làm cho mình trở nên xấu hổ, nhục nhã thì cái nghiệp chướng nó mới tan. Đó, các bạn hiểu vấn đề này không? Cái điều này tôi cũng đã nghe một thầy gọi là thầy Thích Phước Tiến, ông giải thích cũng giống như cách của tôi giải thích. Tức là cái nghiệp chướng của người đàn ông ngạo mạn, kiêu căng thường hay tỏ ra mình là đẹp trai, mình được nhiều gái theo, hoặc là mình ghét ngoại tình lắm, mình chống lại ngoại tình, mình ghét người thứ ba lắm. Thì nghiệp chướng nó đưa đến đúng cái người đàn bà đó để cho cái người mà tuyên bố cái câu nói đó phải sai, phải đối lý, phải thất bại trước cám dỗ. Đó, giống hình như một cái hình thức là đưa đến thử thách để phá đi phước đức của người đó. Thế là người đó từ trước giờ nói tôi không làm người thứ ba đâu, làm người thứ ba đi rồi mới biết. Rồi tôi không bao giờ ngoại tình đâu, đưa đến một người đàn bà, đưa đến một người đàn ông, thế là ngoại tình luôn. Đó chính là cái kiểu dạng như ma quỷ nó xâm nhập vào mình để nó phá hủy đi cái công trình tu học của bản thân người đó. Thế nên là có một số trường hợp á, ly hôn rồi, người đàn ông nó cũng không lấy người thứ ba luôn, nhưng mà một mực đánh vợ, đập vợ, chửi vợ, sỉ nhục vợ để mà lấy bằng được người thứ ba kia. Các bạn thấy oan gia chưa? Nhưng mà khi mà người vợ bỏ một cái, tự nhiên cái cũng bỏ người thứ ba luôn. Đó có phải nghiệp chướng không? Người đàn ông trở thành trò hề trong mắt thiên hạ, vừa đi ngoại tình này, vừa đi thông gia với vợ người ta này, vừa mất gia đình này, vừa mất người tình nữa, coi như người đàn ông không còn cái gì hết, thì lúc đó nghiệp chướng mới tan. Rất là tội nghiệp cho những người có cái hoàn cảnh như vậy, nên các bạn cũng phải chú ý về những vấn đề này. Còn riêng bạn á, tôi thấy rằng á, bạn có yếu tố lụy cái anh chàng đó, và tôi đã chia sẻ với bạn một cách rất là rõ ràng và công minh rằng người đàn ông đó có yếu tố đê hèn. Thế nên á, khi mà bạn ngưng nhắn tin với anh ta là anh ta bắt đầu chửi tục chửi thề, thậm chí mang hình ảnh của bạn lên Facebook để mà rêu rao chửi bạn á, là một điều hoàn toàn không có hợp lý một tí nào. Gặp như người khác á, gặp như tôi đi ha, tôi với cái người đó không có vấn đề gì, mà bạn
của chồng tôi mà đem hình ảnh của tôi lên Facebook mà chửi á, là tôi sẽ nói với chồng tôi là anh hỏi thêm thằng bạn của anh nó có vấn đề gì không, tại sao nó lấy hình của tôi mà nó nói những cái lời như thế, anh kiểm tra lại trường hợp đó. Tôi sẽ gặp vợ của cái người đàn ông đó, tôi nói chị về chị kiểm tra lại xem chồng chị có vấn đề gì với tôi hay không, mà tại sao anh lại lấy hình ảnh của tôi anh lên Facebook anh nói như vậy. Còn đằng này á, bạn á là có tật giật mình, bạn là vì có tình cảm với anh ta nên bạn không dám nói với vợ anh ta, và bạn cũng chẳng dám nói với chồng của mình về việc này. Bạn lấy lý do là chồng em cố chấp lắm nên là em không dám nói. Anh ta nói rằng 8 năm nay anh ta đã yêu thương bạn, mà trong khi đó bạn nói với tôi là 5 năm nay bạn và anh ta nhắn tin. Thì tôi hỏi lại, ủa lúc trước sao em nói 5 năm mà bây giờ anh ta nói 8 năm? Thì bạn mới nói là 2 năm em sinh con là không có liên lạc. Vậy tôi hỏi bạn có phải là tình cũ hay là người yêu cũ của anh ta không? Đó, những cái vấn đề này bạn đi tư vấn, bạn giấu, bạn không trả lời, bạn không muốn đối diện, bạn không có tìm mọi cách để giải quyết nó. Cái vấn đề ở đây á, là tôi cũng nói với bạn như này nè, sống làm người phải có mục đích. Mình ăn cơm nhà mình thì mình lo cái nồi cơm nhà mình chớ ngó sang nhà hàng xóm ha. Cái người đàn ông đó nếu mà theo đúng như bạn nói á, là không quan hệ tình dục á, thì tôi nói một cái ý như thế này này. Rất hiếm có người đàn ông nào có thể đeo đuổi và nhắn tin với bạn 8 năm trời mà không được cái gì. Đó, vẫn có những tình huống nó xảy ra, nhưng mà tuy nhiên tôi vẫn nói là đây là một cái trường hợp nó hơi khó tin, hơi viển vông và nó hơi tào lao. Với những người đàn ông mà người ta chỉ cần tin nhắn á, thì ngoài tin nhắn ra người ta còn có mong muốn quan hệ xác thịt, hoặc là liên quan về vấn đề tiền, hoặc là anh ta được chia sẻ tình cảm. Mà đọc tin nhắn thì không thấy bạn nói rằng bạn thương, bạn nhớ anh ta, toàn thấy anh ta chửi đóng một mình không à. Vậy thì bạn sẽ lấy cái điều đó làm cái cơ sở để mà bạn vui trong cái việc mà bạn yêu một người đàn ông hả? Yêu chồng của kẻ khác rồi lén la lén lút bị người ta chửi vào mặt như thế, nhưng mà vẫn say và nghiện cái cảm giác tiêu cực đó, nên là lúc nào cũng cứ mở ra rồi tắt, tắt rồi xóa, xóa rồi mở rồi tắt, nhiều khi còn cố tình để mà làm quen lại với người đàn ông đó. Ủa làm vậy chi vậy? Làm vậy để được cái gì? Được cái gì trong chuyện này? Đó, khi mà làm việc mà không có nhìn thấy kết quả và làm việc một cách mơ hồ, rất dễ đẩy con người ta đến những sai lầm mà chính mình là cái người nhận sẹo, nhận đau khổ, rồi cuối cùng nhận nhục nhã nữa. Đây là những vấn đề tôi chia sẻ với bạn, chớ nên sống ảo ha, sống nên sống thật với cuộc đời của mình, phải biết mình cần gì, biết mình làm cái điều đó để được cái gì đó. Làm mà không được cái gì thì tức là không biết mình đang làm cái gì. Đó, sống và làm việc có mục đích. Nếu mà làm việc không có mục đích tức là làm bậy chứ không phải làm việc. Làm việc lúc nào cũng đưa ra một cái kết quả, một cái thành công cho cái việc đó, có đáp án rõ ràng cho cái hành vi và thái độ đó. Còn làm việc mà nó không đi đâu vào đâu, nó cũng chẳng ra cái gì, nó cũng không biết làm để làm gì, làm có được gì không cũng không biết. Vậy thì đứng tỏ là bạn đang sống và hành xử sai và không biết mình đang làm gì ha. Tỉnh táo lại, bình tĩnh lại, lo cơm áo gạo tiền trong gia đình mình đi, đừng có mơ mộng đến chồng người không phải của mình. Chim trên trời rất nhiều nhưng không phải của mình lo chăm sóc vườn tược nhà cửa, gà qué trong nhà đi, đừng có rảnh rỗi quá sinh nông nổi. Nếu mà sướng quá thì đi làm từ thiện ha, nếu mà cảm thấy tâm lý của mình bất an bất ổn thì mua cái máy niệm Phật đeo vào trước ngực, lúc nào cũng có chữ A Di Đà Phật đó, để xua đuổi bớt đi những cái suy nghĩ tà ma nó đang xâm nhập vào chính bạn bạn nha. À, rất là cảm ơn bạn đã chọn tôi là người tư vấn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian lắng nghe video này của tôi. Và nếu bạn là người đầu tiên biết đến kênh của tôi, hãy đăng ký kênh cho tôi và hãy nhấn nút like để một số ai có cái hoàn cảnh giống như người phụ nữ này nghe video của tôi thức tỉnh và dần dần thoát khỏi cái nghiệp chướng tà dâm của người thứ ba bạn nhé. À, rất là cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.